Kính chào quý khán giả đến với chương trình Thương mại và quà tặng cùng với Phạm Khanh. Ngày hôm nay là chương trình truyền hình trực tiếp và chúng tôi cũng có những phần quà tặng đến từ công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita. Trước tiên đó là thông báo từ công ty Princess Lifestyle. Thưa quý vị, cuối tuần này, ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 1, thì lúc 11:30, xin mời tất cả quý vị đã trúng thưởng những lọ thuốc dược thảo của công ty Princess Lifestyle đến tiệm Hùng Express 2, tức là cái tiệm Hùng Express nằm ngay góc đường Brookhurst và đường Westminster thuộc thành phố Garden Grove, trong cái khu vực chợ Hòa Bình Garden Grove để nhận thưởng. Và trong cái ngày phát thưởng đó thì chúng tôi cũng sẽ có một cái chương trình sổ số. Tất cả những vị nào đã mua thuốc của công ty Princess Lifestyle thì sẽ được nhận một cái tấm vé số. Và những tấm vé số của năm 2017 chúng tôi sẽ bỏ vào trong cái lồng sổ số để mà sổ số trong cái ngày hôm đó. Những quý vị nào nếu mà không có mua thuốc đi nữa thì cứ đến ngày hôm đó chung vui với chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ tặng vé số. Chúng tôi cũng sẽ tặng vé số để quý vị có thể tham dự vào sổ số. Rồi, trong cái chương trình ngày hôm nay thì khi quý vị gọi vô, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái hiệu quả, những loại thuốc dược thảo quý vị đã sử dụng đó, hoặc là nếu muốn quý vị chỉ cần kể cho chúng tôi ba cái tên thuốc của công ty Princess Lifestyle thôi, một trong hai, hoặc là kể chia sẻ những cái loại thuốc quý vị đã sử dụng của công ty, hoặc là gọi vô cho chúng tôi biết ba cái tên thuốc của công ty Princess Lifestyle, chúng tôi sẽ gửi tặng ngay quý vị một lọ thuốc dược thảo. Và xin mời quý vị cũng ngày thứ Bảy này, ngày 13 tháng 1, lúc 11:30 trưa, xin mời quý vị đến với tiệm Hùng Express để mà nhận thưởng. Rồi, bây giờ thì chúng tôi mở đường line ở số điện thoại của Lido Sài Gòn TV để xin mời quý vị gọi vào ngay. Một lọ thuốc quý vị biết rằng tùy loại, có loại tới 25-30 đồng một lọ chứ không ít. Thành thử ra là phần thưởng kỳ này rất là lớn, để mà cảm ơn khách hàng. Thứ hai là cũng muốn có cơ hội để vì dùng thưởng các loại thuốc của công ty Princess Lifestyle. 714-893-3264 đó là số điện thoại của công ty Princess Lifestyle đang mở ra để xin mời vị gọi vô tham dự chương trình đố vui có thưởng ngày hôm nay. Chỉ nhắc lại, số điện thoại đang được mở ra để vị gọi vào và tham dự chương trình đố vui có thưởng của công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita. Và xin mời thứ Bảy tuần này, ngày 13 tháng 1 lúc 11:30 trưa, xin mời đến tiệm Hùng Express, góc đường Brookhurst và đường Westminster để nhận thưởng. 714-893-3264. Chỉ cần gọi vô chia sẻ một loại thuốc nào vì đã sử dụng qua, hoặc là kể cho chúng tôi ba cái tên thuốc, thì BB sẽ được nhận một cái lọ thuốc dược thảo của công ty Princess Lifestyle. Phạm Khanh xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường line. Hello. Dạ, chào cô. Dạ. Xin cô cho biết quý danh ạ. Dạ. Dạ, xin cho biết quý danh ạ. Diễm Lưu. Diễm Lưu hả cô? Dạ dạ, Diễm Lưu. Diễm Lưu, rồi. Bây giờ cô ở thành phố nào vậy? Highland. Highland, rồi. Dạ. Ví dụ mà trúng thưởng này ngày hôm đó có xuống Hùng Express lấy được không? Highland ở xa không? Ở xa quá, hô lại được không? Dạ không được. Cái ngày hôm đó thì ban giám đốc công ty xuống phát là phát liền tại chỗ luôn, ai không có mặt thì thôi à. Dạ dạ. Dạ. Thì cô có muốn không? Thì tại vì đã muốn thì cô phải chịu khó xuống nhận cô nha. Dạ, rồi dạ. Rồi cô đã sử dụng thuốc này qua chưa cô? Dạ có. Thuốc nào vậy cô? Thuốc cô sử dụng cô thấy thì sao? Cô sử dụng cô thấy thì sao? Thuốc này của Morita tôi uống nó tốt lắm. À vậy đó hả? Dạ, tôi có mua gửi về cho Việt Nam nữa. Wow, tuyệt vời quá. Rồi thôi, dạ. Bây giờ xin cho số điện thoại của cô ạ. 862 9245 9245 714 hay là số area code là mấy vậy cô? 909 909, rồi chúng tôi tặng cô một chai Labrie luôn ha. Để dạ rồi, cô chịu khó thứ Bảy này cô xuống Hồng Express để mà lấy cô nha. Dạ, 11:30 sáng ngày thứ Bảy này, ngày 13 tháng 1. Cảm ơn cô. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục mở đường like và xin mời quý vị gọi vào chia sẻ hoặc là nói những cái loại thuốc quý vị đã sử dụng qua đó, hoặc là kể tên ba loại thuốc chúng tôi gửi tặng ngay quý vị để mời quý vị đến thứ Bảy tuần này tại tiệm Hùng Express,
để mà nhận thưởng. Nếu quý vị nào mà chưa có mua thuốc, chưa có vé số thì cũng cứ đến. Công ty có những cái tấm vé số sẽ gửi tặng cho quý vị. Rồi quý vị bỏ vô lòng sổ số. Thì quên nói luôn là giải thưởng đó là có 20 giải tất cả. Mỗi giải trị giá từ 100 đồng cho đến 500 đồng. Đến bốc thăm nhiều khi mình trúng thưởng sao, không biết chừng. Thành ra có hai chương trình tất cả sẽ diễn ra tại tiệm Hùng Express cuối tuần này. Thứ nhất đó là sổ số. Sổ số giải thưởng từ 100 đến 500 đồng, có tổng cộng là 20 giải. Thứ hai là phát thưởng. Những vị nào đã trúng thưởng rồi đó thì liên lạc ngay với Phạm Khanh vào ngày mai để cho biết rằng là cái phần thưởng gì là gì để chúng tôi chuẩn bị, vì xuống là nhận thôi. Bây giờ chúng tôi mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Dạ, alo. Dạ, tôi xin là chia sẻ thuốc ạ. Dạ, cô cho biết tên trước cái số điện thoại đi rồi để... Ngọc Trần ạ. Dạ, Ngọc Trần, số điện thoại của cô ạ. Dạ, 657. 657. 238. 238. Ờ, để coi lại cái... Chị Hùng nha. 239 8510. 8510. Rồi, cô đã dùng thuốc nào của công ty rồi ạ? Liver King. Dạ, Liver King. Liver King cô dùng có thấy sao cô? Dạ, gan nó cũng giảm đó. Giảm cái viêm gan C đó. À, vậy đó. Rồi cô ơi, cô... 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi. Cô Ngọc Trần thì nhớ là thứ 7 tuần này đó, cô tới tiệm Hùng Express để mà nhận cái Liver King, Liver King như cô nha. Dạ, số mấy? Liberlin hay Liver King cô? Số mấy nhỉ? Dạ, cô vô cái khu vực chợ Hòa Bình đó, ngay Booker's Westminster đó, thì cô hỏi cái tiệm Hùng Express đâu ta chỉ, Phạm Khanh cũng không nhớ cái địa chỉ số mấy. Dạ, cô biết chợ Hòa Bình Garden Road phải không? Dạ. Cô biết chợ Hòa Bình thành phố Garden Road phải không? Dạ. Rồi, cô đến ngay chỗ đó đó, cô hỏi. Dạ. Tiệm Hùng Express. Mình nó mua thuốc không biết mua. Vậy đó. Cái mé bên nào? 11:30 sáng cô nha. Cảm ơn cô. Dạ dạ, chào cô. Dạ. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay.